Trong dòng sản phẩm Saco Champion, chúng tôi còn có size lớn hơn là size M. Size M có thể đựng được tối đa ở đây là 30 cân hành lý. Vâng, với trọng lượng siêu nhẹ như thế này này, và với chất liệu vali vải trượt nước, dòng sản phẩm này chính là dòng sản phẩm tối đa, tối ưu hóa được khối lượng hành lý mà các bạn muốn đem theo trong chuyến đi của mình. Đầu tiên là phần phía bên ngoài là những cái ngăn phụ để các bạn có thể đựng được những cái đồ cá nhân nhỏ nhỏ, hay là một cái ngăn đựng được giấy tờ với hệ thống lá kéo và dây kéo kim loại rất là êm ái và mượt mà. Khi mà di chuyển thì chiếc vali có một cái đặc tính, đấy chính là cái sự êm mượt di chuyển bởi hệ thống bánh xe linh hoạt và có trục xoay 360 để đảm bảo được đi trên mọi địa hình nó đều rất là êm ái. Để mỗi chuyến đi của chúng ta mang được rất nhiều đồ, chúng ta có thể tận hưởng được thêm nhiều những hương vị của cuộc sống khi mà chúng ta đi du lịch cũng như đi công tác với một người bạn đồng hành là chiếc vali Saco Champion.